nhà, Let's Kick It hôm nay sẽ trở lại trong ngày July 4 weekend. Và sau lưng của Eric là có anh Mai Thi Thế, anh Đỗ Nam Ronaldo, anh Nguyễn Ngọc Trác, chúng em thường hay gọi là Bác Trác, còn Danny Huy Kane. Xin mời anh Thế có vài lời với anh em mình đang coi. Lời đầu tiên, anh Thế xin gửi lời chào đến với khán giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Và rất hân hạnh trong phòng thu hôm nay, anh em chúng tôi đã mời được một người các nghệ sĩ từ sân khấu đến sân cỏ và là một nhân chứng sống trong lối bóng đá đẹp, hiện đại và không bao giờ tin những gì mà ở ngoài kia mọi người cứ hay nói là game gài hay là có một thế lực nào nhúng tay vào. Một trong những người mà anh em chúng tôi rất quý, một trong những người mà là nhân chứng sống cho bóng đá trong hơn 20 năm qua cho đến bây giờ trong làng thể thao và làng âm nhạc, mọi người rất yêu quý, đó là anh nghệ sĩ Ngọc Trác. Và chào anh Ngọc Trác, chào Danny, chào Nam Huy. Lời đầu tiên mà anh Trác gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình. Ôi, thế nói hết rồi anh Lâm. Em thì em chỉ giới thiệu thôi chứ đây có lẽ là một từ điển bóng đá, một người mà chúng em hơn 30 năm qua rất là quý trọng. Anh là một người anh lớn, luôn luôn giúp đỡ lúc mà những đội bóng của Nam Cali lúc trước đi xa. Và anh Ngọc Trác cũng như anh Việt Dũng, cũng như chị Thi Vân, anh Hoàng của May Production, bác anh Bằng là những người lúc đầu đã giúp đội bóng Nam Cali, đội bóng sinh viên Nam Cali khó khăn trong những năm đầu của thập niên 90 mà anh em chúng tôi phải vì đại diện cho cộng đồng Nam Cali nên các anh em lúc đó mới qua Mỹ để đi thi đấu xa, thì anh là một trong những người mà đã giúp cho bóng đá gây quỹ cho bóng đá của Nam Cali để có những chuyến đi xa thành công. Thì trong các chương trình của các đài trước đây thì Mai Thi Thế cũng có cảm ơn anh, cũng có nhã ý mời anh lên nhưng mà chỉ một hai lần mà thời lượng thì rất ngắn, nhưng hôm nay show của Cinema Studio thì cái thời lượng nó nhiều hơn nên anh em chúng tôi cố gắng mời anh Trác lên để chia sẻ về bóng đá cho những người xem ở ngoài kia thấy đâu rằng vẫn đâu đó trong bóng đá của hiện tại vẫn còn đâu đó những người mà vẫn không tin có một thế lực nào trong bóng đá, phải không anh Trác? Đúng. Mà, dạ. Mời anh Trác. Xin anh Trác nói về cái sơ lược qua cái giải Euro kỳ này mà vì sao những đội bóng mọi người kỳ vọng thì lại không đem được đến cho mọi người giống như mọi người cứ nghĩ rằng đây là một đội bóng mạnh, nhưng mà khi vào cái giải bóng Euro kỳ này họ không còn là chính mình, khi bên cạnh đó họ vẫn có các hảo thủ, anh Trác. Lối đá của họ như thế nào? Theo anh thì trước khi giải đấu nào cũng vậy á, thì báo chí cũng đều đưa ra những cái đội gọi là cái khả năng vô địch cao, chẳng hạn như là trước khi đá là đội Anh là đội được cái khả năng mà vô địch rất là cao, cao hơn cả Pháp. Là tại vì nói chung người Việt Nam mình là coi giải Anh nhiều nhất nên họ quen thuộc những cầu thủ trong giải Anh, và khi họ nhìn vô cái đội hình của đội tuyển Anh thì lúc nào họ cũng nghĩ là với những cái gì báo chí nói và những cái thể hiện qua câu lạc bộ thì họ nhìn thấy thì họ thấy rõ ràng là đội Anh là một đội rất mạnh. Nhưng mà tại sao khi vào trong giải đá thì lại không đá được giống như là họ ước muốn? Là tại vì khi mà một cái giải á, nó hoàn toàn khác câu lạc bộ. Ở một cái câu lạc bộ á, thì nó tập trung những cầu thủ không phải là hết tất cả là người Anh. Mà ngay khi mình nhìn kỹ á, mình sẽ thấy là bốn cái câu lạc bộ đầu của Anh, người huấn luyện viên đều là người nước ngoài.
chứ không có ông nào là anh hết. Và những vị trí trong những cái đội mà đó là những cái vị trí cũng đa số là người cầu thủ nước ngoài. Nên khi mà đội anh tập trung lại thì những cái vị trí đó nó không có giống như trong câu lạc bộ. Thí dụ mình thí dụ đội Manchester City đi, những cái vị trí quan trọng đều là không phải là người Anh hết. Mà khi mà ra ngoài đá thì như thế đá banh tới thấy hiểu rồi, một đội banh mình đang đá, mình chỉ cần ba người mà lấy ra thôi, cho lấy ra ba người, cái vị trí quan trọng của cái đội đó là đội đó yếu hẳn liền. Thí dụ một cái đội Argentina đi, giờ mình cho lấy ba người, mình lấy Messi, mình lấy Depor, rồi mình lấy bây giờ một hai ba người ra là cái đội nó hoàn toàn khác. Hay là đội Miami cũng vậy, thiếu người nó khác. Thành ra khi ra ngoài đá, thứ nhất là đã thiếu những vị trí đó, cộng lại là không có cái sự ăn ý với nhau như câu lạc bộ đá quanh năm suốt tháng. Và thứ hai nữa là mình chưa nói những cái nội bộ bên trong, mình không biết có những cầu thủ họ không có get along với nhau. Mà giờ họ vẫn đá với nhau thì họ bằng mặt thôi chứ chưa chắc đã bằng lòng. Đó, thành ra khi mà người huấn luyện viên cộng thêm đội Anh có một huấn luyện viên hơi bảo thủ, nếu mình không nói là quá bảo thủ. Mình không biết ống chiến thuật ống ra làm sao, nhưng mà mình nhìn rõ ràng là thấy ống bảo thủ. Nên nhiều khi đó là lý do tại sao mà đội tuyển Anh thi đấu không như mọi người kỳ vọng. Và quay qua đội Pháp cũng vậy, thì thế không biết bên ngoài là anh rất là mong ông huấn luyện viên Pháp để ông đi. Nhưng mà bây giờ ông vẫn còn tồn tại, thì Pháp cũng sở hữu một đội hình toàn là cầu thủ hay mà cũng đá cũng không có gì. Mình nhìn vô mình thấy là quá phụ thuộc vào Mbappe. Thế mà không có Mbappe, hoặc là Mbappe có mà ngày đó phong độ không tốt là đội Pháp đá không ra gì. Nhưng Pháp mà phải nói là cái hàng hậu vệ thì rất chắc. Mặc dù có thể không ăn người ta nhưng mà ăn Pháp thì không có dễ. Cộng thêm là có một cái anh chàng Kanté là anh coi như anh bao sân luôn. Thành ra là anh Pháp thì không có dễ, nhưng mà Pháp thì đá không hay nhưng mà anh Pháp không có dễ. Thì đó lý do tại sao là hai cái đội người ta kỳ vọng nhất. Còn qua đội Tây Ban Nha thì là một cái dàn cầu thủ nó trẻ mà nó đá mọi người không để ý, nhưng mà đến lúc vô giải thì lại đá rất là cái phong độ rất là tốt. Ngoài ra là một đội thứ đánh giá cao đó là đội Đức. Đội Đức là thứ nhất sân nhà, thứ hai nữa là họ đá coi như là trong cái giải này từ vòng bảng đến vòng trong họ đá cũng rất là ổn định, không có phải là hay lắm, không phải là dở lắm, nhưng mà sân nhà. Nhưng mà Đức thì tinh thần của họ là thế biết rồi đó. Mọi người biết là Đức là họ đá là tinh thần họ rất là cao. Thành ra đối với anh là bốn cái đội mà mạnh như người ta ấy, nhưng mà hai cái đội kia thì nó không có như người ta kỳ vọng. Thành ra là cũng không, đối với anh thì anh không có ngạc nhiên, tại vì mình nhìn qua tất cả những giải ngày xưa đến giờ từ năm 66 là đội Anh lúc nào cũng được đánh giá cao, nhưng mà vô giải toàn là bị loại tứ kết hoặc là cao nhất là vô đến bán kết. Đó là nó mình cũng thấy nó cũng phải không có gì là đặc biệt. Nói chung là đội Anh mà mỗi lần đi một giải đấu lớn thì lúc nào cũng do báo chí thổi phồng nhiều hơn, chứ là cái tầm ảnh hưởng của cái giải Premier nó giống như là người ta ví von giống như là một cái giải hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng mà trong cái giải của Anh thì là có nhiều hảo thủ từ đến từ các nước khác. Thì quý vị vừa thấy rằng anh Trác là một người đã từng xem bóng đá từ thời Pelé còn thi đấu nha. Anh Trác là cái người đã ngồi xem Pelé từng thi đấu trên màn hình cho tới giờ này, những giải đấu lớn hay là các giải đấu mà có những cái cầu thủ hay là đội banh nào anh Trác ưa thích thì anh Trác cũng đều theo dõi. Rất hiếm có một người nào mà từ bên Mỹ mà bay qua châu Âu mua một cái thứ sáu đi coi không là thứ hai về đó, bay qua mà chỉ vài ngày để xem một trận đấu, trong một trận đấu mà anh yêu thích thì anh phải bay qua thời gian rất ngắn, mua vé vào xem, đi ra xong đi về lại. Nếu mà có mọi người đi xem đá bóng thì mọi người cũng có công việc này, ghế mua xem. Hay là anh Trác là một nghệ sĩ thì anh đi show, anh đi xem, nhưng mà đôi khi bay qua chỉ xem một trận đấu rồi bay giờ lại. Mỹ. Không, cái anh đó là thì thật ra không có show gì bên anh hết. Nhưng mà ngày xưa anh cái thời có anh Chí nha, anh thời là anh Chí. Không, anh đi là tại vì lúc đó anh rất là thích đội Arsenal. Tại vì thời đó là Bergkamp đá mà anh rất thích cái lối đá của Dennis Bergkamp. Mà cái thời đó thành ra mỗi khi mà Arsenal đá sân nhà thì anh cố gắng anh bay qua anh coi.
Thì thật ra là anh đi là nhờ có Totti á, Phi Vũ á, lúc đó là flight attendant. Dạ. Thành ra anh đi thì anh đi kiểu mà gia đình á, thì vé chỉ có 1/10 giá thôi là mới đi. Anh nhắc tới Burkham là có lẽ là quý vị nếu mà có xem anh Trác, ảnh có những cái nhận định hay những ý kiến của ảnh là Burkham là đã từng thi đấu giải 92 đá cho Hà Lan, Burkham cũng ghi bàn. Lúc đó là năm cuối của thời mà bộ ba Van Basten, Rijka với lại Gullit là thi đấu một cái giải lớn. Nhưng mà anh Trác có nói một vấn đề là thời đó Đan Mạch vô địch là tại vì thời đó quý vị nhớ cứ đưa ra biên hậu vệ đưa về cứ hậu vệ đi về thủ môn ôm bóng giả bộ ngã xuống. Thời đó nó câu giờ, nó có nhiều cái câu giờ mà mình rất là bực. Nhưng mà thời đó ở một giai đoạn nào thì là nó là cái luật lệ đó nên mình khó nói được. Không thời, sau cái giải đó là bắt đầu đổi luật đó, tức là hậu vệ đưa về bằng chân là thủ môn được cầm tay thì bằng đầu đó. Thời đó đội hay mà cứ bị đội kia ăn một bàn rồi cứ tìm cách câu giờ như vậy thì làm cái trận đấu nó vỡ vụn đi. Nhưng chắc có lẽ là anh Trác vừa nói với quý vị là về đội tuyển Anh, nhưng mà tại nơi đây thì là sẽ có hai fan mà phải nói là hai fan ủng hộ anh rất nhiều. May thế không dám dùng tới cái chữ là fan cuồng như là Danny Huy, nhưng mà có một người cũng rất là yêu anh, mặc dù cũng anh cũng rất bận biểu, nhưng mà Cinema Studio cũng có mời được anh đến với lại chương trình ngày hôm nay, là anh cũng là nhà tài trợ của chương trình, đó là anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor. Thì hôm nay anh Nam có sự hiện diện ở trong cái phòng thu hôm nay thì chắc có lẽ là mời Nam sẽ nói về đội tuyển Anh như lời đầu tiên cho xin phép là anh Nam Đỗ xin gửi chào đến chương trình Let's Get It do Cinema Studio tập thể ha. Nhưng mà hỏi cho Eric ý kiến fan cuồng Anh mà sao mà áo Đức đúng rồi quá chát đúng không nãy giờ cái địa thấy ổn cái áo Đức fan Anh mà sao lại mặc áo Đức. Eric Huỳnh Nguyễn ha, là chủ nhân của Cinema Studio ha. Cảm ơn anh Mai Thi Thế, một người anh, một người bạn rất là thân. Ok, chào anh Trác và anh Huy. Thì rất là ngạc nhiên thôi thì mình rất là thích đội Anh và hy vọng năm nay đội Anh sẽ vào chung kết. Mình hy vọng như vậy. Hy vọng. Nhưng mà tại vì ngày thứ sáu này là ngày một trận đấu rất là hay giữa Tây Ban Nha và Đức. Mình rất thích trận này. Mà cái lối đá của hai đội này nó rất là giống nhau, là đều có cánh hết, cánh phải cánh trái đều có hết, và midfield rất là hay, tức là tiến đường về giữa đó, cho nên mình thích là coi trận này trên mặt nhất định mặt được ở Đức. Trận chung kết sớm một cái lý do đó là lý do đó. Lý do tại sao mà Nam bận cái áo Đức hiệp rồi, chắc có lẽ là hiệp chắc cũng phải phải mời Danny Huy nói về đội tuyển Anh khi mà anh Trác anh nói vào, anh xoáy vào cái nỗi đau của đội tuyển Anh. Nói về tới đội Anh thì nãy giờ bắt Trác nói về đội Anh, Huy chờ chút xíu Huy nói bắt Trác nói về đội Anh thì thấy mình cảm thấy Huy nó cứ liếc bắt Trác sao vậy? Ok Huy, sorry Huy. Ok, thẳng lưng lên chút xíu Huy, cưng thẳng lên chút xíu đó. Dạ, đầu tiên xin được gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi chương trình Let's Kick It, cũng như là rất là welcome anh Trác cũng như là anh Nam đến với chương trình cùng với anh Thế, anh Hiệp và Danny. Thì nhưng mà thật sự mình cũng đâu có cần phải nói về tiếng Anh nhiều vậy. Mình có tới tứ kết, mình còn tới 4 trận thôi. Tại vì tiếng Anh cứ tại vì cái đội mà được đánh giá, cái đội mà nói là tiếng Anh là dễ thắng, nói nhiều quá nên đá dở. Tại vì mình cũng phải hòa theo với dư luận là lúc nào đội tiếng Anh đi thi đấu là mình cũng phải theo báo chí để mình coi đội tiếng Anh như thế nào đó. Nhiều lúc đội tiếng Anh á mà đá như vậy á thì mới là đội tiếng Anh. Nếu đội tiếng Anh đá hay không phải là đội tiếng Anh. Nói thật sự nó, mặc dù đội tiếng Anh thế hệ vàng của đội tiếng Anh nhiều cầu thủ hay hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà họ cũng phải không gắn kết. Cái đó là mình sự thật mình nói. Mình thích đội tiếng Anh thiệt, mình thích giải bóng đá Anh thiệt. Nhưng mà đội tiếng Anh khi mà họ gom lại, họ không phải là một tập thể mạnh. Và nói chung là đội tiếng Anh
từ trước tới giờ, kể cả thời mà mọi người rất kỳ vọng là ông Capello đi, đội tuyển Anh cũng vẫn không có đi tới một cái kết quả mà mọi người mong đợi. Nhưng mà ông Southgate, mặc dù ông cứng đầu, tại ông còn tại vì đến ngày hôm nay là tại vì nhìn vào thành tích trong bóng đá Anh không đá đẹp, anh không có thể là anh không có lối đá quyến rũ, nhưng mà đôi khi thành tích nó không tại đa số coi câu lạc bộ quen nữa. Dạ. Thì cứ nghĩ là đội tuyển Anh phải đá giống như câu lạc bộ. Không có. Thì câu lạc bộ thì đá rất là nhanh. Dạ. Đội tuyển Anh, đội tuyển Anh mà bởi vì mà như thế mới nói là đi vô các giải lớn mà đá như vậy mới là đội tuyển Anh. Còn đi vô giải lớn mà đội tuyển Anh mà đá hay như là đội Tây Ban Nha thì chắc không phải là đội tuyển Anh nữa. Nhưng mà nên phải cần một huấn luyện viên hay. Nhưng mà nếu như vậy thì mình nhìn về cái Euro lần trước thì nó lại khác. Euro lần trước tổ chức trận chung kết thì Anh, nhưng mà tổ chức 10 nước, nhưng mà Euro lần đó thì tuyển Anh lại đá rất là hay. Nên mình không thể nào mình nói là tuyển Anh cái mùa đó đá không hay. Và kể cả tuyển Anh của World Cup 2018 cũng đá rất là hay. Euro kỳ trước đội tuyển Anh hay. Thắng Đức. Ừ, thắng Đức là hay sao? Nhưng mà cái mùa đó họ đá rất là hay. Đúng. Anh nếu tại vì nếu như vậy thì mùa đó họ đá không hay chỗ nào? Bây giờ anh hỏi là nếu họ đá hay ngay trên sân em nhà thì mùa đó. Đúng, mùa đó là em nói mùa vừa rồi chứ không phải mùa đó. Là năm 2021. Đúng. Nếu họ hay. Họ hay tại sao trên sân nhà thiên thời địa lợi nhân hòa họ vẫn luôn. Thì đúng rồi. Nhưng không, nhưng mà tại vì Hoàng Anh nên thế đó là tuyển Anh phải vào những em đã nhớ nha. Đội tuyển Anh đá hay. Đội tuyển Anh đá hay, một đội đá hay, ghi bàn sớm trước. Luso ghi bàn sớm trước, đá đè bẹp người ta mà cuối cùng vẫn để thu lại rồi thu phạt đền trên ngay đội tuyển Anh. Mình không nói là hay. Mình không nói là hay được. Đúng không? Dắt nhau ra ngoài. Đúng không? Tại vì anh thế là anh thế đã anh rất thích anh đá như vậy mới đúng, như là đúng là như thế nào? Đúng. Còn hàng là đúng là như vậy. Đội tuyển Anh đúng. Đội tuyển Anh mà đi đá một cái giải mà không hay như là báo chí mong đợi, không hay như là mọi người mà kỳ vọng, đó mới là đội tuyển Anh. Em phải hiểu. Như vậy cái mục đích của tuyển Anh đi đá là cái gì? Đội tuyển Anh, nếu mà đội tuyển Anh mà đi thi đá mà giống như mọi người kỳ vọng, báo chí mà kỳ vọng, không phải là đội tuyển Anh. Tại đội tuyển Anh là một đội có nhiều ngôi sao mà khi họ quy tụ lại, họ không thi đấu được giống như mọi người kỳ vọng. Bất cứ từ đó tới giờ nhiều giải rồi chứ không phải là một cái giải này. Em nên nhớ, em phải hiểu cái câu nói của anh. Không, nhưng mà phải nói là cái giải này là đội tuyển Anh là đá coi như là lại nhất trong những giải gần đây đó, đúng rồi. Chứ mấy giải trước đá ok, mấy giải trước đá ok, nhưng mà khi mà những cái trận banh mà họ đã nghĩ họ đã thắng rồi, họ cũng vẫn có một cái gì đó làm cho người ta. Anh nói thí dụ nha, khi mà họ đã hay thì họ không may. Em nói anh chỉ nói em cái giải World Cup thôi, đá cỡ Lampard á, đá bật sạc ngang vô trong đó mà vẫn không tính vô là không tính vô. Có những cái mà đội tuyển Anh không may mắn, họ thi đấu hay thì họ lại không may mắn, mà khi họ thi đấu mà mọi người tất cả các ngôi sao dồn lại đá, báo chí đang tập trung vô họ thì họ lại làm thất vọng. Cái đó mới là đội tuyển Anh. Chứ đội tuyển Anh mà là như mọi người kỳ vọng, đội tuyển Anh đá hay mà để lên lúc trận nào cũng hay, không phải là đội tuyển Anh. Tại vì đội tuyển Anh á, lúc nào đi đá một cái giải lớn ai cũng kỳ vọng, tại đội tuyển Anh không bao giờ đi một giải lớn mà thiếu nhân tài đó. Nhưng mà họ không có một lối đá nào cho thích hợp, các cầu thủ họ không gắn kết, không xào xáo, câu lạc bộ, cầu thủ câu lạc bộ này không bằng mặt không bằng lòng, cái chuyện đó có. Vô trong sân họ, anh nói thiệt, vô trong sân có nhiều trái banh, thay vì bên này open họ vẫn tìm đồng đội của họ, họ truyền những người thân của họ, cái đó là có, đội tuyển Anh là có. Hồi xưa đó mà thế có để ý, em cũng có để ý không, ngày xưa đó rồi Anh đa số thời trước đó là cái thời mà Manchester nó còn là huy hoàng, rồi đội tuyển Anh đa số đi là cái sườn, là sườn Manchester United, rồi lấy bên Arsenal, Chelsea thì nó Anh hơn. Bây giờ cái đội mà nó coi như là nó đang là rất là mạnh so với phần còn lại là cái Manchester City thì nó hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn khác, thành ra bây giờ cái đội tuyển Anh giờ nó không có giống như cái hồi trước, mình thấy nó khác đi. Mặc dù là nhìn vô thì ngôi sao không, mà nó không có một huấn luyện viên ai để sắp xếp họ đó. Nó không có cái sự liên kết giống như là một cái đội. Còn ngày xưa á, cái nền nó vẫn là dựa trên cái kia, thành ra mình coi mình thấy
mình thấy nó không may mắn nhưng mà họ vẫn đá hay. Ngày xưa anh đá giống cái thời là Beckham rồi Gerrard rồi Lampard rồi thời đó thì... anh chắc có nhớ là thời của ông Ericsson mà năm Euro 2004 Horsco mà vẫn không được đá đúng vị trí sở trường mà đưa hơi đá lệch bên trái làm sao Horsco đá. Cái đó là anh nói là tại vì huấn luyện viên của đội tuyển Anh từ nào tới giờ chưa có một huấn luyện viên nào mà có thể là đưa các sử dụng các thế mạnh của các cầu thủ hay của anh để làm sao mà được. Tới giờ này ông huấn luyện viên Southgate mà ông cũng vẫn lạ lẳng với những cầu thủ mà ông đem vô, ông chưa có một cái lối đá nào, ông chưa có sắp được người ta đá đúng vị trí sở trường. Đó mới là đội tuyển Anh. Cái đội tuyển Anh họ mà sử dụng những cầu thủ hay của họ là hồi nào tới giờ họ đã có những cái chức vô địch rồi. Cái đó mới là cái sâu xa của bóng đá Anh mà tới hiện tại bây giờ người ta không thể nào mà người ta giải thích được tại sao các cầu thủ Anh thế hệ vàng qua thế hệ vàng so với những nước khác là họ vẫn có những tài năng rất hay mà tới giờ này đội tuyển Anh cũng vẫn là với là chiếc cúp vô địch đối với họ là quá xa vời. Đó mới là đội tuyển Anh đó. Chứ nếu mà đội tuyển Anh mà nói được mà anh nói thí dụ như được một huấn luyện viên nào mà lọc lõi như cỡ Ancelotti đi, ông sử dụng cầu thủ thì thôi quá tuyệt vời. Có những cái người đó như vậy mà họ lại không có làm việc với lại đội tuyển quốc gia là tại sao? Đội tuyển quốc gia làm việc có mấy tháng à? Còn những người chẳng hạn như Pep, Ancelotti hay là Jesus, chẳng hạn như anh Chác với lại Marie là vẫn muốn một ngày nào đó Jesus nắm đội tuyển Pháp. Nếu mà Jesus sử dụng những tài năng của đội tuyển Pháp sẽ khác với lại Deschamps bây giờ. Mặc dù Deschamps có thành công là vô địch của World Cup nha, nhưng mà chiếc vô địch của Euro đối với Deschamps thì là vẫn thuyết phục anh. Nó không có duyên. Nên một ngày nào đó mọi người cứ nghĩ rằng liệu năm nay đội tuyển Pháp đi thành công hay không thành công thì phải có một cái sự đổi mới ở trong cái thuyền trưởng của đội tuyển Pháp. Thì đội tuyển Anh nó là như vậy thôi. Thì chắc có lẽ là em sẽ mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Tại vì nếu mà chuyện đó em sẽ mời được một người bạn của em nữa mà anh Chát với em với Eric rất thích. Mời được Huy MC mà Huy MC mà từ dưới ở vai mà lên đây nói nữa thì thôi. Huy MC là nói không, thật sự thì theo em nghĩ thì bây giờ tất cả những cục mắt dồn về đội Tây Ban Nha và Đức và cặp đó là cặp đó là Pháp và Bồ Đào Nha thì quên là cũng bên cái nhánh bên này thì quên đi cái hẳn cái nhánh đánh bên kia đi thì đội Anh có thể đá cứ lừa đá mà vẫn vào chung kết mà đã lừa đừa như ông từ vào đó là một cái cách tại vì bao nhiêu mắt họ dồn về một chiếc này và họ không để ý kia thì cứ kệ ai cũng để như vậy. Nhưng mà liệu đó tiếng Anh có qua được Thụy Sĩ không? Một phần nữa là giống như tới trước cái vòng tứ kết, giống như là trước cái vòng loại thì tuyển Anh là xếp là cửa vô địch cao nhất. Đúng. Trước cái vòng 16 tuyển Anh lại một lần nữa tại vô cái nhánh nó dễ. Đúng. Nhưng mà vừa sau trận rồi thì Tây Ban Nha lại trở thành duy nhất cho nên là hy vọng như vậy thì cái áp lực nó lại xuống thì có thể tuyển Anh lại đội đa nhiều tốt hơn. Đúng rồi, cho nó bơm lên. Họ làm cho người ta vô một hướng nào đó để cho quên hẳn cái đầu kia đi. Bây giờ hiện giờ cái odds là vô địch cao nhất, cao hơn luôn hả? Thì mình trở lại với lại trận tứ kết mà mọi người rất là mong chờ như một trận chung kết sớm anh Trác, đó là trận Đức và Tây Ban Nha. Thì những gì mà Tây Ban Nha và Đức thể hiện thì anh chắc bữa nay em với Huy sẽ mời hai vị khách đặc biệt của chương trình. Mời anh Trác cho Huy nói trước đi. Rồi anh Trác cho anh nói đó. Cảm ơn Trác. Thì Tây Ban Nha với Đức thì một cái cặp đấu quá ngang tài ngang sức. Tất cả những cái gì mà họ thể hiện từ vòng loại tới bây giờ thì Tây Ban Nha như em nói, như mình vừa nói thì là đang được đánh giá cao nhất bởi vì tất cả họ đang là một đội duy nhất toàn thắng và tất cả những cái chiến thắng của họ thì nhìn chung là hoàn hảo và thuyết phục. Không có như đội tuyển Đức là thua Hungary, hòa Thụy Sĩ ở trận cuối và thắng Đan Mạch thì nó có hơi có một can thiệp nhiều quá của VAR, hai cái bàn thắng không hợp lệ của Đan Mạch thì cũng hơi đáng tiếc. Và cái cách như vậy thì thường những cái chiến thắng như vậy thì sẽ làm cho thứ nhất là fan hoặc là fan của đội Đan Mạch thì họ không có hài lòng, cũng như là kể cả những đội, những người mà trung lập thì cũng cảm giác là có vẻ là
hơi được ưu ái quá, nhất là cái bàn thắng mà chỉ có 1 cm thôi của Đan Mạch dẫn trước nữa. Nhưng mà như Jack cũng nói là yếu tố sân nhà. Đúng. Và cả hai đội có lối đá khá giống nhau và nhiều cầu thủ trẻ cũng đang rất là phong độ cao. Musiala vẫn đang là top scorer với 3 bàn thắng. Ở bên kia thì có Nico Williams và Yama thì vẫn đá quá tốt. Một trận đấu nó rất là khó đoán. Cái odds thì em không biết, là em mới cập nhật thì có lẽ là Tây Ban Nha đang được đánh giá cao hơn chút xíu. Hai đội là trận đấu này là đồng banh, nhưng mà Tây Ban Nha ăn ít hơn chút xíu đó, thì là chứng tỏ là cũng có chút xíu có, nhưng mà nên nhớ nha, Đức với lại đang cái những gì mà Đức đã thể hiện như từ trận đầu tiên, mặc dù họ phải gặp cái sự thi đấu mà rất là kỷ luật và khoa học của đội tuyển Thụy Sĩ, nhưng mà vào này thì biết đâu đó là một trận hòa coi như là nó đem đến cho cái tổ huấn luyện thấy được những cái điểm mạnh điểm yếu của đội và những cái gì nên phát huy. Và nên nhớ rằng đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức thường gặp nhau, như mọi người nói là như là một trận chung kết, nhưng mà ngược lại nó không phải là một cái trận đấu mà mọi người cứ nghĩ là một trận đấu duyên nợ, giống như là một trận đấu mà giữa hai cái kỳ phùng địch thủ mà nó cái tiếng nó to lớn lắm, như là Pháp và Đức hay là Đức hay là Đức và Anh rồi chẳng hạn gì. Tại vì hai đội này thường thường cái gặp nhau cũng ít, nhưng mà riêng thế thì là đây là một trận đấu mà rất là tiếc khi ở gặp cái trận tứ kết này anh Trác. Đúng rồi. Thì anh Trác thì chắc có lẽ là anh yêu bóng đá đẹp, rất là thực tế ở trong bóng đá là không có những cái sự can thiệp như vậy. Thì anh Trác nghĩ như thế nào mà có những cái mà khi mà họ check VAR rồi gì là mất cái cảm xúc hay là mất cái đưa người xem nó có phần hụt hẳn với anh Trác? Theo anh thì cái VAR thật ra đối với anh thì nó giúp cho những cái tình huống mà nó nhạy cảm, tức là nó rất là nhanh. Trọng tài trên sân không bao giờ thấy được. Và đôi khi quyết định sai thì nó sẽ làm cho thứ nhất cái kết quả trận đấu nó sai và cầu thủ nó bị ức chế, là tại vì mình ai cũng thấy rõ ràng là cái đó không phải vậy mà bây giờ là bị như vậy nên rất là khó đá. Họ bị ức chế mà trong một trận đấu một cái banh nó đâu có dễ đâu. Nó đâu phải như basketball đâu. Nó cái VR đối với anh thì nó giúp cho cái phần mà chính xác hơn trong những cái tình huống như vậy. Thì nếu ngày xưa đến giờ mà anh nghĩ mà có VR từ đời lâu đó, thì những cái vô địch hay là những cái gì nó hoàn toàn khác bây giờ. Nhất là cái giải mà ở bên Hàn Quốc với lại Nhật á. Bên đó là những cái quyết định trọng tài nó quá sai đi. Không? Bị Tây Ban Nha, bị cái mấy trái banh rồi coi như là ý cái banh mà coi như là ai cũng thấy chứ không phải là nhanh gì, nó rất là rõ ràng mà bây giờ trọng tài vẫn phất cờ như vậy. Thì anh thấy nếu có cái VAR thì nó sẽ khác. Còn bây giờ mà nói về mà nó ngừng trận đấu cảm xúc thì đương nhiên nó sẽ có cái ảnh hưởng đó, nhưng mà để bù qua cái chính xác cho những cái tình huống đó thì anh thấy cái VAR đối với anh là tốt hơn là không có VAR. Tại vì không có VAR nó sẽ rất là tranh cãi, với lại bây giờ đã nhanh quá. Họ cũng trước khi VAR họ cũng đã thử nghiệm là mỗi nửa sân là một trọng tài một thời gian, thấy nhớ không? Vẫn không thể nào mà nhìn thấy được những cái đó. Còn VAR bây giờ nó quá rõ ràng, nhưng mà vẫn có những người, nhất là những người bây giờ quay cái vấn đề mà Thế nói nãy là về những người cá độ. Thì anh rất là muốn nói về vấn đề này vì anh hay đọc tin tức, anh coi đá banh ban ngày nhưng mà tối nhiều khi 4-3 tiếng anh vẫn online, anh coi những tin tức và anh đọc những cái comment của người ta nói về bóng đá. Thì đa số anh thấy những người cá độ đều có một cái suy nghĩ là khi họ thua họ đều có một cái độ tại là giống như là có setup, là giống như họ dùng những nhân từ như là nhà cái là setup như vậy, hoặc là cái game này gài. Nhưng mà anh thí dụ đây nha, là cách đây mấy tháng
Thì lúc đó chưa có cái giải này, chỉ có một là mới đang đá cúp C1 thôi. Và giải Anh chưa kết thúc. Thì anh hay ra cà phê thì có mấy ông già ngồi nói chuyện. Thì có một ông cũng có vẻ lành bóng đá. Thì ông gặp anh, ông hỏi. Ông nói cái trận đó là còn một trận nữa, là biết là Arsenal hoặc là Manchester City ai vô địch. Thì ông mới nói kỳ này nghĩ thì sao. Anh nói cái kiểu này là Arsenal không vô địch nổi đâu, tại vì cái trận mà thua Aston Villa là cái trận đó là để quyết định cái vô địch trong tay mình, mà để xảy là bây giờ Manchester nó đá, Chelsea nó đá kiểu này là không có thua đâu. Ông nói tôi không nghĩ vậy đâu, nhà cái năm nay chắc cho Arsenal được, chứ lẽ thằng kia vô địch ngoài kỳ quá, tôi thấy Arsenal tội nên năm nay cho vô địch. Ông nói, anh tức quá, anh nói chứ ủa vậy đá banh là anh thua nhà cái quyết định hết à, cái thằng nào vô địch nhiều quá kỳ quá cho thằng kia vô địch à. Xong rồi sau đó Manchester City vẫn vô địch, rồi mấy ngày anh không gặp ông luôn. Xong sau đó ông lại xuất hiện, ông lại nói đến cúp C1. Ông nói cái này thằng Real không vô địch đâu, thằng kia vô địch đó. Nó vô địch thằng Real vô địch 14 lần, không lẽ vô địch 15 lần kỳ quá. Cũng lại cái giọng điệu đó nữa. Xong rồi lại cũng sai, rồi trốn luôn, từ đó giờ anh không gặp nữa. Chắc có lẽ mình vô tới bán kết, chắc có lẽ vô bán kết của tức là những người cái giải cá độ. Xong rồi mà nói chuyện kiểu như mỗi lần mà lâu lâu chúng xâm được một cái đó, thấy không, tôi nói là nhà cái sao rồi, có những người nói những cái câu rất là buồn cười, chẳng hạn như là có một cái trận Hòa Lan á, cầu thủ nào đá vô cái mọi người vô nói thấy không, cái thằng đó không ai cho nó đá vô, bởi vậy nên nhà cái ông nói hôm nay đâu được đá vô mà nó lỡ đá vô nên bị thay ra liền, thấy không. Nó là có những cái người họ đầu óc họ, anh kêu là mấy người là mẫu giáo, hiểu không, trình độ mẫu giáo. Họ nhìn thể thao một cách rất là mẫu giáo. Chắc có lẽ là họ bị ảnh hưởng của football basketball bên Mỹ chứ. Ngay cả ở Việt Nam thì ngày xưa thì mình cũng biết rồi, là một cái nước nghèo, thành ra có những cái xảy ra những cái tiêu cực mà cho một cái giá rất là rẻ, một cầu thủ mà anh rất nổi tiếng của Việt Nam, anh muốn nói tên ra mà nói là dùng cái chữ là gọi là bán độ đó, mà chỉ có $1,500 thôi mà họ cũng bán độ, là vì nghèo quá, nghèo quá thì bán độ. Cái chuyện bán độ hay là gì á, trong thể thao hay trong bất cứ cái gì ngoài thể thao cũng vậy, là do cá nhân, thì anh công nhận có, tại vì người xấu thì có, người tốt nó cũng giống như bây giờ mình nói cảnh sát hối lộ, mình đâu có thể nói 100% là cảnh sát không hối lộ, nó có những cảnh sát ăn hối lộ ở bên Mỹ cũng có và Việt Nam cũng có, nhưng mà mình không thể nói là hối lộ là một cái phải trong cảnh sát lại có. Thì cũng như trong đá banh á, là cái chuyện cá độ set up là có, tức là nếu vậy thì mình coi đá banh làm gì, đúng không, mình coi đá banh mà mình biết người ta set up thì có phải mình là giống như là khờ, giống như trong Mỹ nó có cái môn wrestling á. Cái môn mà cứ nhảy ôm nhau rồi đấm á, ngày xưa đó mình hay coi á, là cái đó là diễn, nhưng mà nhiều người họ tưởng thật. Thì bởi vì nếu mà một trận banh á mà những cầu thủ mà chỉ diễn cho người xem coi á, thì thế thì mình coi rất là sướng mắt. Đúng rồi, bây giờ anh thí dụ bây giờ họ trình độ đó đi, rồi trình độ họ đá ở đó mà bây giờ họ set up, anh cho là có set up, nhà cái bảo hôm nay đội này phải thắng đội này đi, thì họ sẽ biết trước là thắng bao nhiêu, thì họ sẽ, nếu là nói có set up có nghĩa là họ đã dàn xếp với nhau, bây giờ đá 3-2 là 4-3 gì là đá mà banh đẹp mắt rồi vô, đâu có mấy cái trái banh vô lãng xẹt để cho người ta nghĩ là bán độ, đúng không, thì đố ai mà biết được. Hoặc là bây giờ anh có một người nói với anh là, anh nói là không có một cái business nào mà làm tiền dễ như là làm nhà cái, là tại vì người ta ra cái odd cho bên này bắt, người ta sẽ cân bằng. Thắng họ cũng ăn ăn cái tiền, mà họ thua cũng ăn. Bây giờ anh mà là nhà cái, anh cứ ở không anh ăn cái đó được rồi, đúng không? Hay là em làm bookie cũng vậy. Chỉ có khi nào mấy người bookie nhỏ như người Việt Nam tham, thấy cái trận nó ngon quá ôm luôn thì mới chết, chứ còn em cứ ở giữa em ăn 10% này 10% kia, một trận banh mà một tuần đá một biết bao nhiêu trận thì có những người lại nói anh, nhưng mà họ muốn ăn nhiều hơn đó. Là ủa tại sao muốn ăn nhiều hơn, để làm gì, để mà bị dính vô mức nào đó bị người ta khám phá ra được, thì có phải là mất tất cả không, rồi ai coi nữa, đến ngày nào đó tự nhiên bây giờ có một cái gì đó mà lên TV báo chí nói là ok
tất cả những gì đá banh là có set up hết. Em nghĩ còn ai sẽ coi đá banh nữa, người ta sẽ không coi nữa. Những người mà yêu cái bộ môn này giống như người ta nói là giống như là họ bị mấy người đó giống như là coi họ giống như người hề, muốn làm gì đó làm, rồi xong muốn diễn gì đó diễn, rồi nó mất cái vẻ đẹp của bộ môn thể thao vuông này đi. Thierry Henry đó đã từng nói là tụi tôi đá banh để tụi tôi thắng thua, tôi không phải đá banh cho các bạn cá độ. Bây giờ tôi ra tôi đá với đội kia, tôi đâu có chấp đội kia trái rưỡi đâu, tôi đá bằng nhau mà. Nhưng mà hôm nay cái kỹ thuật của huấn luyện viên muốn hôm nay tụi tôi đá chắc chỉ ăn 1-0 hay là đủ rồi, không có muốn để mà bị thua này nọ nên không có liều để đá. Nhưng mà bây giờ nhà cái họ ra cái live vì họ thấy như vậy, họ ra như vậy, nhưng mà tụi tôi đâu có chấp đâu. À, tụi tôi đá đồng mà, thấy không? Thì bây giờ các bạn cá độ thì cái đó là chuyện của các bạn thôi, chứ bạn một không đủ rồi chứ thêm được không? Ronaldo, Ronaldo ba tay cũng vậy đó, nói bữa nào mà đá mà họ cá độ họ thắng rồi đó, ô lúc này giảm cân. Còn bữa nào mà họ cá độ tôi nói lúc này Ronaldo sao béo quá vậy, ví dụ vậy, mà tôi cân thì vẫn y chang vậy thôi. Đó là những lời mà chân thật của một người yêu bóng đá đẹp, lúc nào cũng tôn vinh cái vẻ đẹp của bóng đá mà không bao giờ bị lệch lạc bởi những cái bên kia, ngoài kia mà họ nói rằng có một cái thế lực nào. Cho tới bây giờ này thì anh vẫn giữ nếu mà nguyên nói về thế lực thì có thể ở những nước như Colombia, là vì đất nước đó là một cái đất nước là rất là nhiều cái cartel, là những cái chùm về ma túy, thì cái đất nước đó là có thể nó có những cái thế lực để mà nó control cái chuyện là những cái đội local đá với nhau này nọ thôi. Nhưng mà trong một cái giải World Cup thí dụ vậy, anh thí dụ thôi nha, chứ không mình anh chắc kể cái vụ World Cup thí dụ như vậy đi, thì bây giờ có thể đội Colombia có thể là bị một cái thế lực là, tại vì bên Colombia nó ghê lắm, nó thật ra nó muốn giết ai nó giết à, nó không có sợ ai hết đó. Thì bây giờ có thể là vì cái gì đó, nó có thể là nó một cái cá nhân nào đó nó có thể bắt cóc gia đình hay là cái gì đó rồi phải làm theo ý nó, thấy không? Thì cái đó thì mình không thể nào mà nói không có được, tại vì cái đó là nó là một cái tiêu cực, nhưng mà nó không phải là một cái tổ chức mà nhà cái mà như FIFA hay là gì mà họ làm ra, họ làm vậy họ để cho mọi người đánh cá để cho họ ăn tiền. Nó không phải là như vậy, tại vì họ khi mình đá banh đó là các cầu thủ họ đá cho màu cờ sắc áo mà. Yeah. Mình nhìn thấy họ đá không, họ thua, họ lăn, họ buồn, chứ đâu phải là những người mà đá hư chắc phạt đền đó. Anh không biết sao chứ mà anh chắc anh buồn mấy tháng ví dụ vậy. Đúng không? Hoặc là tiếc, chứ không phải là nó đơn giản vậy, tại vì họ lương lậu, họ đâu có phải là giống như Việt Nam mình không có tiền đâu, họ đâu có cần phải làm những cái chuyện đó. Nói về những cái góc khuất của bộ môn thể thao vua này, thì nếu có dịp quý vị sẽ ngồi nói chuyện với lại anh Ngọc Trác, thì anh sẽ quý vị hỏi về một cái đề tài nào, hay là một cái ai sẵn sàng tranh luận về cái này, nói về bất cứ một cái đề tài nào về bóng đá, xin mời quý vị sẽ có một ngày nói chuyện với lại anh Ngọc Trác, thì quý vị sẽ thấy được những cái hay cái đẹp của bóng đá, mà lý do tại sao mọi người vẫn yêu thích, đó là mọi người vẫn ví von là bộ môn thể thao vua. Thì chắc có lẽ là phải mời Nam đi. Nam thích cái đội Anh, nhưng mà Nam vẫn không thể nào mà không tiếc nuối cho cái một trận chung kết sớm với đội Tây Ban Nha và đội Đức không? Thì Nam thấy trận banh này sẽ như thế nào? Nếu mà nói về trận ngày thứ 6 chắc 2 ngày nữa là Tây Ban Nha với Đức. Yeah. Sự hai đội này đá lối đá rất giống nhau như nói. Nhưng mà tại sao em mặc áo rất là, tại vì em nghĩ Đức là đội chủ nhà. Nó sẽ có ưu thế hơn chút xíu. Ok. Đó là nghĩ thôi. Yeah. Thì chắc có lẽ là được thi đấu trên sân nhà. Yeah.
mà cũng rất lâu rồi, từ năm 96 đến giờ. Đức, đội Đức có những cầu thủ kinh nghiệm. Đức. Thì thật sự hai bên đều có những cầu thủ rất là hay. Cái tiếng tiền vệ rất dữ, hai đội bây giờ được coi là cái tiếng vệ mạnh nhất. Đức cũng vậy và Tây Ban Nha cũng vậy. So mạnh hơn cả như là mạnh hơn cả Pháp luôn, mạnh hơn cả Bồ Đào Nha luôn. Nhưng mà anh nghĩ và cái hai cái cánh cũng rất là hay, cánh phải cánh trái đều những cầu thủ rất là trẻ mà rất là hay. Nhưng mà cái trận banh vừa rồi ông lại mạnh dạn ông đưa Sané vào, thì cái đó là cái sự khác biệt. Sané vào thì kinh nghiệm của Sané vẫn hơn cầu thủ đã đưa đội, cầu thủ rất là quan trọng của Bayer Leverkusen đưa đội bóng thành công trong cái giải vừa rồi. Nếu mà nói về cái thế trận á, thì nếu mà bây giờ em nghĩ thứ sáu này gặp Tây Ban Nha thì em nghĩ Sané vẫn được đạt. Tại vì Đức sẽ đá phòng thủ công á, phải dùng Sané để dùng tốc độ mà chạy. Nhưng mà còn nếu mà dùng Quick đúng không? Đúng thì đá bây giờ thì có vẻ ví dụ những đội nào mà yếu á thì đưa lên cầu thủ đó vô để mà giống như cầm nhiệt nhiều để mà tấn công. Nhưng mà Quick á, câu lạc bộ Đức thế nói anh mới nhớ. Yeah. Cái đội Leverkusen là một hiện tượng. Cũng là một huấn luyện viên trẻ đầy tài năng mà chắc có lẽ là ông Alonso sẽ là một trong những người mà rất là có nhiều triển vọng trở thành huấn luyện viên giỏi của thế giới. Nhưng mà Rick hơn Sané ở cái chỗ là kết thúc rất là hay. Sané thì chỉ có đi bóng lắc léo nhưng mà cái kết thúc của Sané vẫn cho thấy vẫn đâu đó. Sané, em nghĩ Sané dùng để mà kéo người. Yeah. Khi dùng tốc độ xuống biên, tạt biên, tóc dài dài, búi tóc đó. Dạ, đúng rồi. Của Manchester City qua Bayern Munich thì ông Pep cũng rất hay. Yeah. Khi mà ông mạnh dạn ông bán Sané ra cho Bayern Munich thì là ông lại sử dụng Phil Foden. Thì Phil Foden rất là tỏa sáng của cái giải vừa rồi. Thì mọi người cứ nghĩ rằng là chỗ yếu của đội tuyển Đức nó là ở cặp trung vệ, nhưng mà Mai Thế thấy rằng là Jonathan Tah sau thời gian mãn hạn treo giò để quay lại với lại Rudiger thì quá là trung hay, vệ hay trung vệ hay đá như đá là như là một chiến binh. Và cái sự lùi sâu của Toni Kroos vẫn cho thấy rằng Toni Kroos những đường truyền rất hay. Ở trên thì là Gundogan đá nhô cao hơn để đá cặp, đá sau lưng của Kai Havertz. Đó là rất là hay. Thì Musiala thì quá hay, nhưng mà mình cũng quên rằng là khi mà đội tuyển Đức hai cái biên họ hay thì Tây Ban Nha hai cái biên họ cũng rất hay. William bên trái thì quá hay rồi, còn bên phải thì là Zeman. Hai cầu thủ đó đá hay anh chắc. Đá một cái trận banh mà chắc có lẽ rằng nếu mà ai mà không coi cái trận banh này live là rất là tiếc nuối. Nhưng mà anh chắc nghĩ thì kết quả nó sao anh chắc? Anh nghĩ 5 năm thôi, không có nói được. Okay, khó dự đoán quá. Ngày đó ai may mắn hơn. Dạ. Trong đá banh mình phải nói có cái sự may mắn. Chính xác. Ngày nào mà nó xui á, đá sao cũng không giống ngồi. Như là đội tuyển Pháp đó với lại đội hai tuyển Bỉ. Rất là ngang tầm. Đá hoài đá không vô. Dạ. Cái cầu thủ dự bị vào đá. Em có đá coi trận Mỹ được không? Mỹ đá Mỹ có. Ok. Hiệp nghĩ Eric nghĩ là Spain sẽ giúp cho Germany một trái đó. Spain. Spain. Yeah. Hai Đức kia sẽ trở thành một đống luôn. Tây Ban Nha thì mới có một mình. Nói chắc có lẽ, nhưng mà cái sân nhà, yếu tố sân nhà. Chấp sân nhà. Yếu tố sân nhà với lại nên nhớ nha. Yếu tố sân nhà với lại trong cái khí thế mà hừng hực của đội tuyển Đức sau khi họ đã vào form như vậy thì cũng hơi khó cho đội tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù đội tuyển Tây Ban Nha đến thời điểm hiện tại là một đội bóng mà thi đấu hay, quyến rũ nhất, tấn công phòng thủ. Nó gần giống như là năm 74
là Hòa Lan lúc đó có công nhận không? Là đá như Vũ Bảo đó, đúng không? Đá tổng lực. Đóng tổng lực 1-10 mà đá hay cũng là ai cũng mê đó. Đến lúc gặp Đức đó là Đức vô đó, mà cũng là... Nhưng mà thật sự em có một cái điểm như này là đội tuyển Đức hai cánh rất là hay đúng không? Nhưng mà hai cầu thủ, những cầu thủ đó là đã biết trước rồi, người ta đã biết cầu thủ đó là đá như thế nào rồi. Còn trong khi Tây Ban Nha thì hai cầu thủ kia quá trẻ lên. Nên những cái game đầu tiên người ta không có để ý. Ok, thì sau 3 game, 4 game rồi thì bắt đầu người ta ngồi xuống vô trận này, người ta mới để ý. Ok, cầu thủ đá kiểu gì. Thì hiện giờ là chắc chắn họ đang ngồi, họ còn rất là nói chung là những cầu thủ nào đã làm sao bây giờ theo với cái kỹ thuật bây giờ thì họ đã study cầu thủ đó như thế nào. Cái lúc mà vào mùa cái những cái trận đầu tiên người ta không có để ý hai cầu thủ biên của Tây Ban Nha. Để ý chứ? Có không? Có chứ. Quá trẻ cái gì bây giờ mà. Nói chung là cầu thủ 16 tuổi, cỡ 15 16 tuổi mà lên tuyển. Mấy cái trận đá giao hữu là đã biết rồi. Nói chung cái là họ đã biết rồi. Mà Tây Ban Nha đá với Ba Tây á là đã thấy là hai cái thằng kia nó ghê rồi đó, nhưng mà nó nhanh quá, với lại nó tốt, nó đá tốt quá, cũng nhiều khi cũng không có chưa có cản được nó. Nhiều lúc là có trận thấy rồi chưa cản được, hoặc là chưa nhìn thấy không? Đội Tây Ban Nha họ có thể là họ đá nhanh, hai biên họ cầm bóng nhiều, nhưng mà gặp đội tuyển Đức là bây giờ gặp chuyên gia cầm bóng giữa sân Toni Kroos họ sẽ kéo cái trận đấu chậm lại để không có bị lôi theo cái nhanh của Tây Ban Nha. Nhưng mà Tây Ban Nha có thể nghĩa là có Rory ở giữa hay quá, là thì cái cặp những cái mà bế tắc á thì nhờ Rory là từ người xa. Rory hay nè, Petri hay nè, Fabian Ruiz hay nè. Nói chung là tất cả tuyến giữa, nói chung là so với đội hình xuất phát của đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha, mọi vị trí đều hay. Bên kia thì có Rodri quá hay, bên này có... Mà anh nhớ là Rodri là không phải là gọi là hay nha. Từ khi Man City cũng vậy, những cái trận mà Man City bị bế tắc là Rodri đều... Rodri là cái người lúc nào cũng khai họ. Đúng rồi nha. Thấy cái bàn thắng anh ở trận chung kết cúp C1 không? Đúng. Có bao giờ chung kết Tây Ban Nha đụng anh? Chung kết Tây Ban Nha đụng anh? Rồi xong rồi Tây Ban Nha vô địch là y chang như là cái giải nữ vừa rồi. Trận Đức với lại Tây Ban Nha này gợi nhớ là cái thời mà chắc có lẽ là Philip Lahm. Anh đè Fernando Torres mới lắc qua một cái, chích cái mũi vào trận chung kết. Thì liệu đội tuyển Đức mà có thể là sau những năm mà cái thế hệ vàng họ đã qua rồi, cái giai đoạn chuyển giao cầu thủ tới giờ này, đội tuyển Đức được thi đấu trên sân nhà, thì chắc có lẽ một chiến thắng mà trước một đội tuyển Tây Ban Nha hừng hực như vậy thì rất là khó. Chắc trận đấu này sẽ đưa mọi người vào 120 phút rồi đá năm quả phạt đền luôn luôn chứ. Rồi qua cái ải Đức rồi Tây Ban Nha còn phải gặp Pháp. Thôi, mình nói chuyện Pháp đi. Đức dòng dõi mới Đức đi. Pháp. Anh Pháp. Pháp với nói về Pháp thì thôi xin được. Nói về Pháp thì thôi xin mời anh Trác. Nói đội tuyển Pháp là nói thiệt. Nói về đội tuyển Pháp thì anh Trác có thể anh có thể nói là cho mọi người mà 2 ngày 2 đêm cũng vẫn. Thôi vậy 3 đêm mà mình đi ra ngoài uống cà phê Pháp là chưa cái máy. Có một điều. Cứ nói chuyện một mình đi anh Trác. Có một điều mà đội tuyển Pháp hiện tại bây giờ mà có một điều mà Mai Thi Thế cũng như là anh Trác rất là muốn, như là những người mà yêu Jesus muốn là một ngày nào đó Jesus sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Đúng rồi, lúc đó thì anh mới lại để ý lại. Hiện giờ thì anh cũng nản đội tuyển Pháp lắm rồi. Giờ không nói tuyển Pháp à? Không. Nói Portugal đi ha. Portugal thì Portugal sẽ đụng Pháp đó. Portugal, liệu Portugal mà có qua được cái ải kia hay không chứ Portugal mà gặp CR7 chắc có lẽ rằng nếu mọi người yêu quý Messi thì nên cảm ơn CR7, tại vì nếu không có một người mà như CR7 chưa chắc gì sẽ là một cái động lực mạnh mà để Messi trong một chuỗi năm vừa qua nhiều thành tích
mà hai đối trọng này họ họ là một cái thời đại mình sống cái thời đại nói chung là trong cái trong một cái giai đoạn nào cũng có hai tài năng đó. Yeah. Khi mà biết xem bóng đá thời của Platini với lại Maradona thì nói chung là mọi người rất thích cái tài của Maradona nhưng mà vẫn không thích được cái lối sống của Maradona thôi. Nhưng mà bên cạnh đó là Platini thì là vừa đẹp trai vừa hào hoa, mọi người rất là yêu thích. Nhưng mà sau khi cuối đời ổng bị nhúng chàm thì đó. Nhưng mà hai người đó đã hai giải khác nhau đúng không? Một bên đã giải Ý, một bên đã giải Pháp. Thời đó là yeah, người ta chỉ chú trọng vào đội tuyển nhiều. Nhưng mà Maradona chỉ có qua Napoli. Ý em nói là qua Ý đã một thời gian thôi. Messi, Napoli là đá cùng giải. Ở Napoli. Mình coi được mỗi ngày mỗi tuần nhau. Tức là cùng một giải tâm ngang luôn cho nên mình rất là thích. Dạ thì chắc có lẽ là sau thời hậu của Messi và Ronaldo cũng rất rất khó mà để có được một cái cặp mà đối trọng nó như vậy. Mà trong cái thời buổi này mọi người cứ nghĩ rằng Mbappé có thể là một trong những tài năng mà đầy hứa hẹn mà để hấp dẫn người xem, nhưng mà những gì Mbappé đã thể hiện thì thấy Mbappé vẫn phong độ vẫn là trồi sụt. Lúc mà mọi người kỳ vọng rất từ nhiều từ trận chung kết cúp C1 cho đến giải Euro này thì Mbappé đá không có gì ấn tượng đối với anh. World Cup trước đã hay, trận chung kết đá rất là hay. Có duyên với World Cup anh. Anh hai trái banh rất là đẳng cấp. Nhưng mà... Một cầu thủ trận chung kết ghi 4 bàn. Ghi 4 bàn. Nhưng mà nói chung là tài năng của Messi thì khó phải bàn. Nhưng mà bên cạnh đó, cái đức với lại mình phải nói thật là tổ rất là thương Messi. Ngay cả cái lúc mà chuẩn bị về chiều rồi mà mọi người vẫn thương yêu để cho cái sự của có mặt của Messi. Messi mà thi đấu một cái giải nào hay đến chỗ nào mà thi đấu là nói chung là người xem rất là hạnh phúc khi mà được xem Messi thi đấu. Vé tăng lên gấp 17 lần wow. Giá vé. Thì... Rồi vậy ngày thứ 6 này á là Pháp với Portugal thì mấy anh em nghĩ sao? Thì ai mạnh hơn ai? Bologna anh thì anh nghĩ Pháp. Tại vì hàng thủ Pháp nói gì nói chứ vẫn rất cứng. Và tùy theo Mbappé thôi. Ngày đó phong độ nó tốt thì nó sẽ khác. Phụ thuộc vào Mbappé nhiều. Cái hiện nay chiến thuật của Pháp thì anh thấy không hay lắm, là tại vì cứ kiểu hai cái cánh. Một là bên này thì Mbappé, không còn bên này là Dembele, rồi cứ vần vần vô thì nó cứ vậy hoài mà người chặn lại cái là không có làm gì được, là không có biến hóa, không có thay đổi. Như là em thì em không ấn tượng, em không thích cái lối đá của hình Dembele. Không có một trung phong hiện giờ đúng không? Họ, trung phong đúng. Cái lối đá họ mà đột phá biên, tấn công biên hay như vậy thì quan trọng là họ phải có một trung phong cắm ở trong. Em nói thiệt, cỡ mà Pháp và đá có một trung phong cắm mà cỡ Lewandowski ăn người ta biết bao nhiêu, tì đè ở trong không chiến được, làm tường được. Nhưng mà Giroud vẫn còn đó nhưng mà không được sử dụng. Giroud đâu biết đá đâu, Giroud đội đầu đó. Nhưng mà Giroud là kéo mà. Người có tới khoảng trống, với lại cái quan trọng là cái mắt xích quan trọng ngày của Pháp. Ngày xưa thấy anh nói bộ Giroud con rể thì xem hay sao mà cứ... Nhưng mà ác không cá là anh chắc với Giroud, những cái trận vòng loại của những cái lúc mà đội tuyển Pháp cần là Giroud lại ghi bàn. Anh nhớ có một cái hình chụp Henry với Benzema để hai trung phong hàng đầu thế giới mà Giroud là người làm bàn nhiều nhất trong đội tuyển Pháp. Bây giờ là cái người giữ kỷ lục đó. Mà Giroud là đối với em thì... năm tới về LAFC đã. Thì năm tới là sắp sửa giờ đây nè. Mà Mouri vừa rồi vô mà thì cũng hên. Không hay thì lại gặp may. Đá cái banh, cái deflect, cái vô. Không, Giroud này đi đá cho Arsenal thì không hay lắm rồi. Cái thời gian đá cho Arsenal hay chứ. Cũng hay chứ. Hay chứ. Ban đầu rất là thấy nhiều. Thấy cái cú bàn thắng đẹp bùa cạp không? Yeah. Bay người lên mà móc. Nói chung là Giroud có những... ghi bàn, nhiều bàn thắng rất là để đời đẹp, nhưng mà cũng đôi khi cũng ngớ ngẩn, nhưng mà
đội tuyển Pháp, ông De Gea cũng không bỏ Giroud được. Đó là một cái người mà lúc đội tuyển Pháp rất cần. Nhưng mà là một người rất là cá nhân. Dạ. Đúng không? Mà không mình xài Benzema. Nhưng mà anh Trác thấy cái mắt xích quan trọng của đội tuyển Pháp năm nay không có thi đấu, không còn là chính mình nữa, đó là Griezmann. Griezmann năm nay không hiểu tại vô sao. Vô duyên. Dạ, rất là vô duyên. Trong khi đó mà Rabiot coi như là xuất cái đùng là vào rồi đó, nhưng mà vẫn chuyền ngang để cho Griezmann ghi bàn. Mà lúc đó anh lại tuột có một nửa bàn chân, không ghi bàn được. Rồi trong một tình huống của Kante cũng chuyền ngang vậy, cũng là chợt chân trong một cái ngày mà thi đấu mà không được. Hay là ở trận đầu tiên, em nói ở tình huống đầu tiên mà nếu Mbappé mà một mình tăng tốc, một mình một gôn thủ đó, Mbappé mà ghi bàn, cái đó là coi như là cởi bỏ được hết. Mà lại khi bạn không vô, cuối cùng lại để bị ngay bị chấn thương mũi nữa. Hình như Griezmann đã giải Euro dở lắm. Anh nhớ cái giải mà Bồ Đào Nha vô địch đó. Yeah. Cái trận chung kết Griezmann đá rất là dở luôn. Yeah. Nhớ cái trận đó không? Đá ngay sân nhà đó, nhớ mà Bồ Đào Nha vé vết mà vô mà lại thắng. Trận đó Griezmann đá rất là dở. Không hiểu tại sao mà có trận thì đá quá hay. Một trong những là mình nói ví von là giống như là cái trận trung chuyển. Anh có bạn nói trời hôm nay ấn tượng mái tóc của Griezmann nhưng mà đá dở quá. Thôi okay. Chịu thôi, mình bây giờ mình phải chờ đi. Ok. Thì chắc có lẽ nếu mà nói chuyện về nói về kiến thức về bóng đá hay là những tư liệu hay là ở giai đoạn nào có những cái cầu thủ nào hay là có những cái sự kiện nào trong bóng đá mà quý vị nếu có duyên thì mời quý vị đến sẽ nói với lại một người mà Mai Thị Thế hay ví von đó là từ điển sống bóng đá, đó là anh Ngọc Trác, một cái người mà rất là am hiểu bóng đá. Và tới giờ này anh cũng vẫn trung thành với lại bộ môn thể thao vua này là một bộ môn thể thao hay nhất trên hành tinh này và luôn luôn tôn vinh lối đá đẹp trong đầu. Đừng bao giờ mà nói chuyện với anh Trác mà nói chuyện là game gà, game gà rồi, tại bị thì là mà hay là tại nhà cái gì. Nếu quý vị yêu thích anh Trác ở trên sân khấu bao nhiêu thì quý vị ngồi xem bóng đá với anh Trác thì quý vị sẽ yêu anh Trác hơn. Đó là một người anh, một người mà tụi em rất là quý mến trong nhiều năm qua. Thì chắc có lẽ sẽ chương trình sẽ mời anh Trác vào một dịp khác để anh Trác nói nhiều về cái bộ môn thể thao vua này nhiều hơn. Thì hy vọng một ngày nào đó anh Trác sẽ tội nguyện khi mà Zidane, Zizou sẽ nắm đội tuyển Pháp và lèo lái đưa đội tuyển Pháp đến những trận đấu mà mọi người xem mãn nhãn hơn, rồi, hay hơn. Vô địch mà phải thì đó phải đẹp đúng chứ, không? Phục. Trong thể thao mà anh ăn người ta mà người ta phải phục. Ăn giống như mọi người nói ăn người ta phải tới nhà rủ chơi tiếp. Đó như vậy. Năm 98 vậy đó, dạ. Anh Brazil là Brazil. Cái trận và Brazil đá với Pháp. Bây giờ anh vẫn lâu anh mở anh coi lại. Lúc đó là Ronaldo nè, Rivaldo nè, có Ronaldinho đúng không? Đúng không? Có đúng không? Mà mà Zidane dẫn ba người đó giống như dẫn đi chợ vậy đó. Zidane năm đó thì hay quá. Nhưng mà cái game đó thì người ta cũng nói nhiều về game đó lắm nha. Thì đây này, anh có một bạn nói sao phải không? Bạn nói nè, trời ơi, ba tay bữa đó Pháp nó cho ba tay 30 triệu nên nó cho thắng. Nói chuyện giống như vậy trời. Ronaldo bị động kinh. Ừ, có báo chí nó quá đúng không, nó trẻ mà áp lực. Thời đó Ronaldo thì hay quá. Vậy kế tiếp là mình có nói chuyện về England với Switzerland không? England thì cho Huy. Chắc mời Huy nói về cái, bây giờ mình sẽ lần lượt mình sẽ đi qua 3-4 cái trận của tứ kết đây.